như là bà con nhân dân thôn Đan Dầu, đặc biệt là Đan Dầu 2, xin được cảm ơn những tấm lòng của cô Linh Trong và anh Samson đã ủng hộ chung tay cùng giúp cho các hộ gia đình có được những cái ánh sáng và cũng như là mang văn minh đến với các hộ gia đình thôn Đan Dầu 2. Trước mắt là về các hộ gia đình cũng như là cấp ủy chính quyền sẽ cố gắng để cùng với các hộ gia đình là sử dụng an toàn và đúng mục đích, và rất mong rằng là trong thời gian tới thì cô Linh Trong và Samson sẽ tiếp tục theo dõi giúp đỡ kênh của Nguyễn Tất Thắng và xã Kim Linh, còn rất nhiều hộ gia đình cũng là nhiều thôn còn rất khó khăn. Đấy, chị này cho kẹo mút này. Đấy. Đấy, kẹo mút đấy. Nó tha, em phải bảo thế, cháu phải bảo thế. Nó tha. Đây về con mấy đứa này, ừ, chưa có nó tha. À, xin chào tất cả các bạn nhé. Tiếp tục các bạn sẽ xem video tập 2 trên đỉnh Đán Dầu 2. Đấy. Tiếp tục cái hạng mục của cô Linh Trong và anh Samson giúp đỡ chương trình đèn năng lượng, rồi là tivi điện dân dụng, quạt đấy, là sử dụng cho các hộ gia đình có thể xem được thời sự đấy, những cái chương trình về nông thôn ngày nay, rồi là chương trình nông thôn mới thì có thể là xem được tivi, học hỏi được rất nhiều qua đó và biết được về những cái phát triển kinh tế làm ăn trong cuộc sống và cái sức khỏe cho mình, và rồi là nuôi dạy con cái như nào, đối nhân xử thế ra làm sao. Ở trên truyền hình thì chắc chắn là nó sẽ có hết, nhưng là cho các em nó có thể xem được. Rồi là những cái chương trình giải trí của showbiz đấy, nó biết hết. Đây là tivi đấy, sẽ chính thức là được lắp những cái chiếc tivi đầu tiên trên Đán Dầu 2. Ngày xưa chưa bao giờ có thể mơ đến nó, một chặng đường dài 7 cây số anh em chúng tôi đi bộ đến đây chuyển tải đến cho bà con có được những cái này của cô Linh Trong và anh Samson, thì xin cảm ơn cô rất nhiều và anh rất nhiều. Đấy. Bà con cũng đón rất là nhiệt tình, và trong đó có cả các anh ở xã cũng trực tiếp lên đây thăm bà con và đi cùng anh em Tất Thắng đấy, trải nghiệm tại cơ sở. Nhà này tivi thôi, còn những tivi bây giờ để đâu? Gì nữa? Anh bảo này, có cái gì đặt tivi không anh? Có cái gì để đặt tivi không? Cái tivi này hôm nọ nó sẽ ám khói vào cái màn hình ấy, nó sẽ hỏng. Em nghĩ để khu này này. Để cái khu nó tránh ra một chút. Đây này, đầu này sợ mưa hất vào không? Có, đầu này mưa hất vào ạ. Cho đây này. Cho đây còn đỡ hơn, nó đỡ bị treo, nhưng bây giờ có treo đâu, có cái treo đâu. Cái gì treo? Chỉ có chân thôi. Có chân đặt thôi. Thế đằng sau nó có cái gì nào? Thì xem nào. Đây nó có đấy này, nhưng mà không có cái chế kiểu đây, đây này, nó có giá treo ở đây này. Đấy, phải mua thêm một cái giá rồi. Có giá trời. Thế thì mình sẽ lắp chân để một cái bàn nào kê ở đây đã. Cái bàn nên đặt ở đây trong thôi. Sau này là... Sau này thì mình gửi cái chân ở đây là... Đúng rồi. Mà. Sau này có 3 hộ kia, nếu mà được lắp nữa thì mình lại mang lên. Rồi bây giờ trước mắt thì cứ ấy thôi. Cứ TV em cứ chặt dây về đây nhá anh nhá. Chặt dây về đây đi. Chặt dây và cắm quạt cái thứ thì cũng ở đây cho mát. Đúng rồi. Chỗ kia là gần kia nó khói vào màn hình là hỏng vào. Nó hỏng màn hình đấy. Lâu ngày nó ám vào. Anh bảo này, bây giờ nhà em có một cái bàn nào không để tivi không? Khó quá nhỉ. Chưa bao giờ nghĩ có tivi để kia, không đây này. Là... buộc làm sao được? Bây giờ như này, không thì ngả cái này ra. Cái ván này ra. Không, bảo là này. Ba cục cái. Ngả cái ván này ra đây được không? Hay là ngả cái ván như ra.
rồi, rồi cái ván ra đặt tạm não. Đúng rồi, xong mình kê lên, kê kê gạch kê là kê. Đây này, kê lên để làm cái chỗ để đó. Lấy cái ván kia kê TV để lên để đây nhá em nhá. Nếu mà để gần bếp thì nó sẽ ám cái khói muội như than vào nó sẽ hỏng. Đúng rồi. Đấy thì em để ý. Hoặc là nếu mà ngồi bếp sưởi thì có thể đặt TV lên xem. Xem có cái gì ông xá, có cái gì kê không? Kê cái ấy cho nó. Không thì lấy hai cục đá vào. Đấy, hai cái có một cục gỗ nào cũng được. Mà nó lấy thảo quả về chưa? Có rồi, đang đi rửa. Quá tốt luôn. Đấy, hái là nắm lá đấy nấu lòng dê. Ô để búp. Hái nguyên cái lá kia thôi. Đấy, xong rửa đi rồi, ok đấy. Hái thế. Để con nó mọc nữa. Mày, chó. Con chó này. Hư nhỉ. Đây thảo quả đây phải không? Già chưa? Già rồi đấy nhờ, quả đỏ này thơm lắm. Còn đấy. Cái này nấu dê. Ăn như dê. Dê ăn như dê. Đấy, thịt ghê. Dây đầu chảo á? Đây. Đây. Chạy từ dưới đấy lên à? Ờ đây. Ừ. Đội đã lắp xong rồi á? À? Ôi trời ơi, nhanh nhở? Đội mạnh nhé nhở? Đội này chiến thắng à? Chết. Đội lấy mạnh quá, thành ra là mình không để ý tốc độ. Là mình nhở nhanh chơi. Đội này chủ quan quá. Bên đấy là đấu TV gì đấy. À đúng rồi, quạt ổ khác anh ạ. Không có mèn mén à? Xong nấu. Nấu thêm nồi mèn mén nữa. Nấu cho nhanh. Bảo nấu dưới nhà Hà kìa. Chưa buộc được cái à? TV TV hiện giờ là không có cái treo tường nên anh em để tạm cho vào cái ván này. Đấy. Bây giờ em kiếm một cái nồi nữa để nấu canh đắng. Rửa một cái nồi, kiếm một cái nồi đi. Anh xì anh thái cái lòng kia nữa. Không còn đâu, cái này thảo quả cho vào thì mà. Thảo quả. Cứ bổ này em phải dập nát ra chứ, cứ xì. Em dập bắt ra, em nằm ra em dập 5 năm quả ra. Ừ, đấy. Đúng rồi, ôi giời, thảo quả phải thế. Dập mạnh vào. Đấy, đúng rồi, dập như dập tỏi ấy. Nồi đấy có cái gì? Nồi này của ai để làm gì đây? À đây, lấy nồi này, lấy nồi to này, nấu canh đắng. Đây, em đổ nước ấy vào đây, đổ luôn đây. Đấy. Rồi, đổ một tí sang cái lòng nha, để cho tí thế dễ thái. Rồi, đổ hết vào đây. Đấy. Rồi, em mang đi nấu đi. Cho thêm nước vào, đun thắng cố. Biết đun rồi gì? Đấy, cho ra bếp ngoài cùng ấy. Bây giờ em vác dần đi. 3 tấm pin về nhà em trước đi. Xong các anh ấy xuống lắp. Đấy, 3 tấm. Cũng ở nhà Hà gì? Đây gì? Đấy, vác đi, vác hộ cùng Hà đi. Đấy. Xong lại quay lên để vác tiếp nhá. Đấy, vác chuyển về đấy. Xong à, tí nữa các anh ấy kỹ thuật xuống chỉ việc đấu thôi. Bảo, đây, em ra đây. Em vác 3 tấm pin về nhà em trước đi. Để tí nữa lên nhà em lắp. Đây. Đấy,
một tấm này mới cả một tấm bên kia. Đấy, vác pin về nhá, xong rồi quay lại đây nhá, để vác củ nữa, xong rồi vác quạt vác kiếc sau. Đấy, nhìn nhà bắt đầu thấy có hiện tượng là có nhiều đồ lên rồi đấy. Nhìn bắt đầu là đồ đạc thấy còn có tí giá trị. Thái thịt sống á? Thế thì phải rửa đi, cái đấy nó đang thịt sống, bảo rửa đi xong hơi qua bếp này tí nữa thái thịt. Vào dìn đây. Em rửa cái đấy đi xong em hơ vào cái bếp này. Tí cho khô thì thái thịt cho các chị thái thịt luộc. Cái này thịt này không phải đảo đi nữa này. Ổ cắm, à, cái phích cắm đâu hết rồi. Không có đâu. Đây này, phích cắm đây này. Đây đây đây. Thái làm chậm luôn, làm nhanh quá anh cho kịp đâu. Đang thiếu đồ để nắp đây nè. Vất vả nhất thế này. Tay mũi. Chân giò ấy, chủ yếu miếng chân giò ấy, không có. Đây bác không bảo công sao đi đâu, chị đấy phải đi như này này. Nhấc từng chân nhấc lên đấy, đúng đầu gối, giỏi lắm rồi. Sao? Không, em không uống gì cả. Đồ này còn tán nhau gì ở đây? Nào cho vào đây, xì, em cho đây bác, đừng thái ra lá đắng vội. Không, để lá đắng xuống. Cho cái đấy vào đây. Đúng rồi. Cho vào đấy, nồi đấy vừa đun sạch đấy. Bẩn không mà bẩn. Nồi sạch nó vừa đun nước nóng nó sôi để làm. Nồi đấy, bạn mấy bạn kia bạn cọ đi rồi. Đó, đấy em thái cái lòng này vào đấy thả đấy cho anh. Xong mới cuối cùng mới thái lá đắng vào. Cho dập hai quả thảo quả vào đấy nữa thôi. Vâng. Thế là bây giờ điện là sử dụng thoải mái rồi nhá. Đấy, xong rồi đấy. Bây giờ chỉ đấu tivi, đấu chảo nữa thôi. Quạt cái thứ là chạy rồi đấy. Sạc xiếc điện thoại. Em còn sạc, em còn pin. Hướng dẫn này, tí nữa anh Trương anh hướng dẫn cho sử dụng những thứ như nào. Ổ nào cắm quạt, ổ nào cắm tivi. Đấy, nó có phân hết đấy. Để cho nó điện nó phù hợp đấy. Cái nào sạc điện thoại. Hòm này là hòm cưới đấy phải không? Vâng. À, hòm này thì rất nhiều tiền nhưng mà lại đánh rơi mất chìa khóa nên bây giờ không mở được. Đấy, có tiền cũng không tiêu được, thế mới khổ. Đặt cái tivi lên, đấy. Đặt cái ấy này lên thế này, cái miếng xốp này lên được đặt vào đấy. Đấy, chính nó. Ừ. Đẹp chưa? Đấy. Tới này các con xem tivi thoải mái nhé. Ừ. Đây hai con trai phải không? Ừ. Con trai bố Dìn rất đẹp trai. Đẹp trai giống bố. Sao? Quay ngược lại. Không phải. Quay úp vào kia. Đó. Ừ. Là lắp cái chân đấy vào. Có mà hết điện lắm thằng ạ. Dạ. Có hết điện. Thế à? Không nắng mà bằng này. Sao? Trời ơi, không có tí nắng nào mà nhiều a quá. Thế à? Điện thoải mái à? Khó mà hết điện à? Khó mà hết được. Chảo ơi. Chảo mới gà a ha ấy. Đâu rồi nhỉ? Bọn em bê nốt cái này về đi. Đây. Cái này của em. Đây. Của nhà Hà bên kia. Rút quạt ra. Đấy. Bê về đi. Mấy cả sách mỗi nhà hai cái quạt nữa. Để
hai trời này cần gì về quạt ăn cơm, cứ cho họ xách về nhà đi. Còn bên kia mà bọn kia đã xách đâu được rồi, em cứ lấy đi xong rồi sang đây bê đi. Ngay đây mà. Ba hộ gần đây mà, em mang về đi, mang về xong sang để còn bê quạt về, xong bê dây nữa. Chả nướng mấy cái gì đây nữa, trong này là gì nhỉ, giò à? À xôi, xôi chả. Đấy, bên công ty cũng cẩn thận nhờ, xôi chả nữa, chả xôi nữa. À, bánh bao thì cho các cháu ăn hết rồi. Thịt xem được chưa, khéo vớt ra rồi. Nó bầm bầm lắm. Chưa được à? Ngoài này là nồi thắng cố do em xá đảm nhiệm. Thắng cố dê cho tất một nồi. Thế này là nhà em Hà, trên kia là nhà em Chảo. Không có 4G thì khi nào nhà nó cứ đứng quân thế. Ôi, mang đi rửa à? Vâng. Ôi giời ơi, không biết rồi. Cái đấy nó phải dính tí cứt mới ngon. Cái này là giả dày quá. Dày quá. Rửa bớt đi cho mỏng mà. Ớt làm gì em? Ớt để tí nữa cho nấu thức ăn, bên này mình ăn sống. Ớt thôi rồi. Ở dưới lên. Cứ mở đây. Ui, ớt này. Ớt. Sôi đỗ. Đấy, em thái đấy nha, xong em thái nhỏ cái này ra cho anh. Đừng vò nhé, cái này này. Thái nhỏ tí. Xong rồi cho vào đảo xào, xào phát thôi là đổ nước vào. Và thành canh đắng. Quả mật nó đâu rồi? Nó bé tí nhỉ? Con dê bé tẹo, nó mổ con dê. Thế là cũng tốt rồi. Em ăn xôi không? Đấy, cô cho xôi ăn này. Đấy, nhanh lên. Ngon lắm. Ui dồi ôi, này chưa biết rồi. Anh nghe này, xôi này. Đấy, xin cô. Ôi, đấy, xôi chả đấy. Xôi chả. Ừ. Cái hộp này bị vỡ rồi. Kìa. Ui dồi ôi. Mọi người xé cái nắp hộp ra xong là cài xuống dưới cho các em. Ý. Chia nhau ăn. Ui dồi ôi. Cái đấy bị vỡ. Ừ, ngon lắm. Ôi. Cài ra. Ăn đi. Ừ. Cho em ăn xuống cái hộp to không em không biết. Chứ kìa, ra kia ngồi kìa, ra kia ngồi ăn. Đấy, ra ngoài đấy ngồi ăn. Ừ. Ôi giời, mù mịt mây hết rồi. Hà ơi, lắp pin đi, lắp pin nhà em đi. Bảo mấy anh em trèo lắp pin đi. Dìn lên hộ chảo đi. Đúng rồi, hớt hết cái bọt đấy đi, hớt hết đi, nghiêng hẳn cái đấy đi. Đấy, hớt bọt đi. Đó. Đấy, hớt hết cái bọt đấy đi. Gì, thằng cố. Đi, em với cả Dìn đi lên nhà để ấy đi. Vâng. Để lắp ấy đi. Thôi lắp nhà lên trên thôi xong. Về được trên về luôn nhỉ. Dương áo.
À, thì đi 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 xuống đi lắp cho nhanh ấy, mấy anh em lắp nhà nhà thằng Hà xong xong là lên lắp nhà thằng Chảo. Đi 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 đi. Xay xay đi đâu không đến trưa đâu, không xong đâu. Dưới kia lắp xong chưa chú? Hả? Nhà mình ấy. Bác vừa thấy một tí cái mà mù mịt luôn đấy. Đang khoảng 10 giờ trưa mà nó mù mịt kinh khủng. Đây là nhà em Hà. Đấy, gắn bộ tiếp theo. Bộ nhà em Dìn thì đang lắp sắp xong rồi. Đấu tivi, kết nối tivi cho nữa. Cố gắng là ngày hôm nay là xong hết. Để ra mai đỡ phải lên, chứ còn không mà mất công mất việc đi lên đây hai buổi cũng chết. Sợ lắm. Cọc đuôi. Tuyệt vời. Con này đỏ chứ, đỏ cọc đuôi chứ. Thế là lắp máy bên này nhé. Đừng đừng buộc vào cây vầu mà buộc vào xà ấy. Xuyên cái sắt xuống để buộc vào xà ấy thì nó mới bền chắc được. Máy lá máy nước này có sợ ảnh hưởng cháy chập gì không anh? Không. Thoải mái gì? Thoải mái. Cái này trong nó có cái diốt, nếu mà nó chập là nó ngắt luôn cái diốt đấy ra. Thế thành ra là nó kiểu cầu trì ấy. Thế lúc đấy là nó không có điện thì lại báo lại thôi. Này bảo hành bảo dưỡng cũng khó đấy. Hỏng hóc của lên sửa cũng đau đầu đấy. Cầu mong rồi đó. Tính trước hết rồi, không thể nào lỗi được kiểu gì khác được. Chỉ có cạn hết nước cờ rồi đấy. Không còn cái chiêu gì hơn nữa. Để mà nó hỏng được thì đang nghĩ không biết cách nào để nó hỏng. Khi mình cố tình thì đấy là cái chuyện không thể tránh khỏi rồi. Thế là bọn em là vận hành là phải ấy, phải hiểu nó nữa. Không đừng cắm những thứ linh tinh vào các ổ này ổ nọ. Như ắc quy nhá. Ắc quy mình dùng kiệt đi thì chết luôn, nhưng cái loại này đố dùng kiệt được. Đấy, nó không. Có các cái mạch bảo vệ rồi, không cho phép kiệt. Đấy, muốn dùng kiệt cũng được. Đấy là mía. Nhanh nhỉ, tí lại sương mù ngay. Vừa ngãi tí lại sáng ra. Không thể nào dùng hết được. Đặc biệt nhà này còn không có tivi nữa chứ. Nhà có. Chưa có. Đấy, nhà này không có tivi thì sau, chắc bật cả ngày lẫn đêm. Sau thì nếu có điều kiện thì ấy sau. Đấy. Còn bây giờ trước mắt là cứ quạt mới cả chiếu sáng như thế là thoải mái rồi. Mới cả nồi cơm điện. Và đội này thì cần gì nồi cơm điện đâu. Đúng không? Củi đây thì sẵn rồi. Nếu mà tivi ấy. Bên kia nào rồi anh? Xong chưa anh? Thế ạ. Dạ. Đấy. Chủ tịch bí thư chủ tịch mới cả phó chủ tịch kia đi sang bên kia. Ôi rồi rau bí vừa ăn đội kia hái đầy bên kia. Rau bí bên này trên này chỉ cho lợn thôi. Nó bảo mang rau bí ở đây đi không đủ xuống dưới để ăn phở. Đấy. Ai à? Ừ. Anh làm gì ở năm ở đấy? Hả? Anh dậy đi. Làm cho mát. Cho mát
đi trên vào nhà bố anh Hùng ra, à, anh Hồng ra cơ mà. Đi vòng hết rồi, kìa sắp xong hết rồi. Chuẩn bị ra đây rồi. Ôi, trong đấy làm nhanh nhở? Nhanh nhé. Trong đấy thì hay đổi. Cái nhà bố của ông kia bật điện lên rồi bà. Đây anh điện lên rồi. Ở đây bật điện sạc điện thoại. Bây giờ sạc điện thoại quay quạt rồi. Bây giờ còn lắp cái chảo nữa là xong. Đấy, cái chảo này em đang thấy là hơi lăn tăn. Vâng. Chắc phải tí làm cái cột tre ở ngoài. Chảo. Ông ấy hướng dẫn là quay về góc 125 độ là được. Vâng. À. Cứ quay cái hướng mặt trời nó soi xuống này nè. Thế à? Thế bảo Tây Nam. À Tây Bắc. À nhầm, nhầm, nhầm. Đi bên này cơ. Nhưng mà cái dòng này mà mình không được là không được rồi nhá. Đấy, có cái la bàn này rất nhanh quá. Anh Nhu anh lên trên đấy làm gì đấy, anh xuống đi. Lên để trải nghiệm thôi. Chú có lên được không? Đó chắc không lên được đâu. Chuyện mà... công nhận rau rau bí đất trên này tốt nhờ. Rau bí không làm cách nào mà bán được cho nhiều thế mà sạch. Giao thông tốt thì không có giao thông, không có đường để lên. Nhưng bây giờ mở đường thì 12, 13 hộ này xuống rồi không đấy? Hay này chơi quả bài tụt dốc. Anh cứ cuộn tròn nó nhanh hơn anh ạ. Gần rồi. Cái này nắng là nó mới trơn phải không? Đúng rồi. Đây mới là lá cọ này. Không, lá này là lá cây song. Lá cây song. Kia nhà mình cũng ở chỗ này đó. Đấy, nó đây này, nó điện này, điện chỉ cái điện đấy mà có giải quyết gì đâu. Đúng rồi. Thắp sáng chơi chơi thôi. Ừ. Kinh nhở. Nhà Hà này gùi được cả cái máy này lên đây cơ à? Chắc hả? Chia nhỏ ra chứ nhở? Gùi cả máy này á? À? Gùi lâu chưa? Lâu rồi. Thế mấy lần mình vào mình không để ý nhỉ? Máy này có phát ra điện không? Hay chỉ nghiền ngô thôi? Hả? Chạy dầu chứ. Nghiền ngô cho lợn cho gà thế tất cả đán dầu 2.000 đây hết à? Nhà bên kia vẫn có. Mà. Nhà nào có? Nhà Phương, nhà Bắc Hồng. À, nhà bố anh Hồng gì? Vâng. Có cái này đúng không? Vâng. Chỉ là đội này là phải nói là tinh khủng. Khi là chịu có. Ừ. Nó gùi được cái cả cái này lên đây là cũng ác kia chứ. Phải nói là khâm phục. Không hề đơn giản thế nào đâu. Ừ. Mình đi không vừa lấy ra sắp chết rồi. Đấy. Nhiều quá cứ bình luận mà nó lười gì. Tâm không chịu, nó là, tâm chịu đói nghèo ấy đúng không? Làm như này cũng không. Đây nếu mà lười thì không bao giờ có cây ngô dưới kia anh. Ừ. Gáy nhiều ấy lắm. Cây rau bí cây ngô nó lười thì làm sao gì có. Ừ. Chẳng qua là cái nó lười thì đất này đã để trống hết rồi, nhưng mà đây nó chỉ trống được một vùng một mùa thôi. Ngô chỉ trồng được một vụ. Ai chẳng muốn tốt nhưng mà nó điều kiện nó không cho phép thì nó khó. Đấy. Đường không phải là phố giao thông phải là lười mà cực kỳ chịu khó. Lên thực tế này mới thấy được. Ừ. Nó gánh được cái máy nổ đầu nổ lên. Bậc thang bên kia nãy đi qua nó đào một bãi. Ừ. Đáng. Kỳ là tuyệt vời luôn. Mất tiền liền. Sang bên này đi, sang cái điện đấy là. Trong chuyện này đấu tivi tôi biết nữa. Đấu cái này tí nữa phải đấu tivi ở đây chứ. Không, nhà này không có. Nhà trên này thôi. Ừ. Thì mới tính rồi là ba nhà này thì trước mắt thì xem tạm một nhà. Thế còn gì nữa à? Nhà này nhà trên phải không? Ừ. Trên kia là cũng được điện thôi. Đúng rồi, điện quạt. Ừ. Thì gọi là xem được thì có 2-3 triệu thôi. Ừ. Những cái đấy luộc hết đúng không? Luộc nếu hết mà theo chú nhá. Sao muốn làm lộng thêm muống? Ừ, theo chú thì nếu như thế là cho vào nước này nó sẽ không ngon. Đấy, không và bắt cái nồi khác. Đấy, sao đang bảo là cái nồi khác. Kinh nhỉ, bán nước chấm khủng khiếp đấy. Đây vẫn cái cắm quạt được nhỉ? Cắm quạt được rồi mà. Đâu vâng anh quắm mừng. Sao hết các nhà kia rồi. Này chỉ mưa lâu cao quá. Buôn ra đến đây mà anh chưa. Được cơ cả. Đấy, sáng rồi.
hai bóng nhá. Ôi giời. Hai bóng để luôn tặng đây hai bóng. À. Để hai bóng đây cho dự phòng luôn. Đấy. Okay, okay. Anh chỉnh hai đống điện AC đi nhá, em cứ cắm điện vào đi. Tắt 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 rồi. Bây giờ ấy xong là TV. Khi nào không thấy anh nói gì thì hỏi nhá. TV nữa. Chưa đâu nhá, chưa sờ đâu đấy. Khi nào sờ vào nhá. Này. Khi nào mà cứ thế cứ cười lâu lâu một tí là mọi người. Dạ. Cứ thắc ý định rồi nhỉ. Chưa, làm gì? Sắp đến sắp anh ấy. Làm sao đi đán dầu ba đâu. Đúng rồi. Em vừa nói xấu anh đúng không? Anh phải đi đến đán dầu ba thì bước sang Yên Định. Bắc mê, em cho luôn vào kia, vào nồi này đảo luôn. Ờ, à. Đó. Cái đấy làm gì đấy? À. Đấy, củ đây. Sạc điện thoại ở ngoài này. Ừ, còn không thích cắm cả củ cắm vào ổ đây. Cái này là nút tắt bật đấy à? Mở. Đấy là mở tủ á. Ba nhà như sao quá nhỉ? Ừ. Hai nhà không mở tủ gì hết. À. Sử dụng ngoài đâu, phải đấu ra ngoài. Về công tắc điện các kiểu đây. Cái này là công tắc đấy là công tắc bật điện đúng không? Còn ổ cắm đây là sử dụng điện đúng không? Đây là công tắc là bật ổ bóng điện đúng không? Đây, công tắc là bật bóng điện. Ổ này là ổ dùng quạt. Ổ dùng tivi thì nó ở bên kia. Thế còn cái cục này là cục gì? Cục này đây là kích. Kích lên 220V. Đây là 220V. Ừ. À. Thì mới sử dụng được TV nha anh. TV phải cắm vào ở bên kia thắng ạ. Vâng. TV chỉ cắm ở kia thôi. Hôm nay nồi cơm điện cũng cắm ở đây. Nồi đấy là nồi canh xương. Canh xương thì nó thả rau bí. À tự luộc đỗ à? Luộc đỗ mẹ lại luộc xong muống để làm đỗ. Thế lúc nãy là định ném lại rau muống rồi đấy. Không cần rau muống đi. Chưa bóng cái đấy đang anh Nhu rồi. Anh Nhu bảo mang tất lên xào. Chê ở đấy cho em xuống đi. Vẫn cố vác lên được. Chưa, bây giờ đang đấu chảo. Quẩn đấy, điện sáng rồi nhá, hai bóng. Bên kia bóng nữa, bên này bóng nữa. Có tivi có điện như này là không khác gì dưới trung tâm xã đâu. Đúng không? Thế là xem được tivi là cái quan trọng nhất rồi. Ừ, chủ yếu là cái xem được cái văn minh. Ừ. Cập nhật tin tức hàng ngày. Ừ. Cán bộ tuyên truyền cũng dễ hơn. Ừ. Xem được người Mông ở nơi khác nó làm ăn kinh tế phát triển giỏi. Đúng là kênh của VTV Nam, đài tiếng nói của Hờ Mông. Đấy, bộ phận hậu cần, thái giò, thái chả, thái thịt, thái mỏi tay luôn. Cho thêm quả đấy đi. Ô, trường vẫn chưa thành phố. Phòng cảnh sát giao thông trước ấy. Cảnh sát giao thông trước ấy. Bây giờ quan trọng cái chảo đấu có được luôn không? Đấy, con anh bán chảo này không biết anh thế nào. Cái này trắng. Đâu đã lắp ấy đâu? Đã lắp chảo đâu? Ngoài. Không được đâu. Bắt buộc phải có đầu chảo. Bắt vệ tinh. Lắp hết đấy chưa? Dưới kia chưa? Dưới lắp hết rồi. Nhà chảo. Lắp nhà chảo đi. Rồi anh ơi. Giờ kiếm một cái cây để bắn chảo vào. Cây gì dựng lên này. Mình xoay nó dễ hơn. Đủ được rồi. Chín rồi, dư quá rồi, vàng chóe. Dài lắm luôn đấy, hình gì. Cái này là nó già thôi. Được rồi, chuẩn rồi. Ồ, cái bát ớt sợ thế. Nhà trồng được ớt. Không có gì ngoài ớt. Đây có rau chưa? Tôi nhổ thái như thế nào nó sẽ đẹp.
đấy vớt vớt đỗ ra cái để cho anh em nó nấu canh đắng. À, rúng rau muống à? 4 mâm à em? À, đưa cái dây đây để tí đấu cái cắt. Đây cái này là cốc nhá, cốc của các bác bên năng lượng cho nhá. Mỗi nhà bộ luôn, tí nữa 6 bộ. Chia 6 nhà này. Hôm nào nhà nào mà được lắp nữa thì lại cho, đúng không? Còn hôm nay là bộ này là của nhà nào được thì là nhà ấy lấy, đúng không? À. Chạy điện cho đàng hoàng, ngon nghệ. Bóng này bây giờ những cái hệ thống này giờ bỏ rồi. Điện này không sử dụng nữa rồi. Nộm rau muống để cho ấy vào cho giòn vào. Rau muống như bây giờ chắc là xào đấy anh ạ, bởi vì là bạn ấy vặn lấy hết chanh rồi. Thế à? Hết hết chanh rồi. Đây, chanh gấp đây có nguyên bát hả? Bát đây để cho nước chấm. Đây, bỏ đây này. Rồi rồi, cho ấy rồi. Xào tỏi. Còn đấy nhỉ? Đầu bếp mà anh. Đầu bếp tại gia phải không? Đầu bếp tại gia đúng. Chính xác. Gọi là người thích nấu ăn phải không? Hai người hay ăn. Hai người hay ăn à? Anh nhìn người em thì biết. Vì hay ăn em mới mập thế này. Mập quá. Chắc là một cơ bỏ lại thôi nhỉ? Đấy, em đảo cái này lên cho gia vị vào. Không, đừng mỡ. Ơi, canh đắng này ông lại cho mỡ vào nữa thì hỏng bét stress. Em cứ đảo cái này thôi. Đảo cái này xong đổ nước vào. Nó vẫn có mỡ rồi. Không, đừng cho mỡ nha. Mỡ thì nó nổi váng mỡ lên canh đắng. Lấy cái chà muối to mà đảo. Đây à, cái này này. Đây em lấy cho. Đem đảo ra. Đấy, cho một xô nước đỏ vào đấy, tí nữa rội vào đó là xong. Xô nước sẵn kìa. Đấy. Chảo đã lắp chưa? À đây, vẫn đang để đây đấy chứ. Kinh nhỉ, riêng cái khâu thái thịt đã mất 2 tiếng rồi. Sợ thật đấy. Mà sao nó vơi vơi. À, cứ vơi dần, vơi dần, vơi dần. Các chị em dạo này đang giảm béo mà thái thịt cứ vơi dần thì... Đúng hướng chưa, đúng hướng chưa, như này đúng hướng chưa? À? Nhìn về hướng mặt trời mọc. Đấy. Đông Nam à, Đông Nam nhá, ghé Nam nhá. Anh cứ bỏ xuống đi để cho bát đi. Em luồn dây vào đây đi. Một người chỉnh một người cứ luồn dây. Dây đi vào cái đường dây điện kia. Nồi canh đắng này quá giá trị luôn. Được rồi, bằng thế thôi em ơi, không ngọt quá. Tí lại nuốt mất lưỡi. Không mang dây chỉ theo. Giờ cho nước ấy vào, nước sôi đỏ. Vẫn nhiều á? Tí canh uống khỏe lắm. À, rồi. Quên lại không, anh không mang dây chỉ đi để buộc lưỡi vắt qua tai.
Đấy, có tín hiệu rồi đấy. Ôi, lại không có rồi. Đấy, có phần trăm rồi đấy. Được 0% rồi đấy nhỉ. Quay đi, bắt đầu được một ít rồi đấy, được 0% rồi. Chuẩn đấy. 180 tỷ đồng, tức là đã. Nhưng mà nghe tiếng rồi chưa thấy hình. 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Chưa thấy hình đâu. Khi dịch Covid-19 xuất hiện. Đây là nó đang dính vào cái kênh. Cái gì đấy? 100% bên này còn một phần bên 67%. 68 rồi. Chỉnh tí nữa đi. Đây là VO. Anh bật kênh khác đi. Đây là đài à? Đây là đài. Từ từ như thế là ổn rồi đấy. Ngon. Chỉ cần lên 70% là lên được mầm rồi. Từ từ mà thôi. Các cụ cũng không thể. Đấy. Đây đang là VO. Đây là đài. Nhưng mà bấm sang truyền hình nào. Hình nào. Đây là truyền thanh thôi. Đấy. Xem cái đài Hà Giang mình luôn đi. Hà Giang quê hương tôi đi. Radio không phải anh ơi. Dưới kìa. Đấy Hà Giang ấy, Yên Bái, Tuyên Quang. Những cái kênh nào nó ăn nhẹ hơn dưới Bắc hơn. Nhưng mà bây giờ xem hình như nào, xì biết làm không? Xem hình ấy, bây giờ đây toàn đấy radio. Chuyển ra hình nào? Chuyển bắt hình cơ mà. Đấy, đấy, đấy. Không phải, lại radio rồi. Anh ấy lại bấm về radio rồi. Đội kia không biết là đội nhóm bên kia đã bắt được TV chưa? Lúc này đang đóng HTV thôi mà, HTV hình như nhẹ hơn đấy. Đây, VTV1 đây đúng không? Đấy, đây đang có này, 60% đỏ đỏ kìa. Bây giờ dò tiếp bên kia đây, bên đỏ kia nó nhảy lên nữa là ok rồi. Chỉ lên 50 phát là nó xoay nào, chỉnh nào? Chỉnh đi. Xì ra chỉnh đi. Được rồi, V5 này sao nào? V5 là đài tiếng nói Hà Nội Mông. Xoay tí nữa là được. Ở nhà Long Ký vẫn có ngoé nhiều lắm nhỉ? Được chưa? Đấy, 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 có đấy, hiện tượng của gầu đấy. 50% rồi đấy. Lên nữa. Chậm chậm thôi, từ từ thôi, chân bước vào nương. Đấy, được rồi đấy. Ý, 52 rồi. Căng vào thì các căng khác nó mới được. Được rồi, đấy, đấy, đấy. Có tivi xem rồi nhá. Ôi dồi ôi. Nhưng mà cái kênh đấy là kênh nhẹ thôi, phải chuyển chủ yếu kênh VTV1, VTV2 ấy. Đang sương mù nặng quá. Đây là sương mù mấy cả gió mạnh quá nó cuốn hết sóng đi rồi. Đấy. Xong mình làm dần dần đúng không? Được 70 rồi. 70 rồi đấy. 70 đấy. Đứng đi mà đấy nhá, không được xuống nữa đâu nhá. Lên nhiều không lên đi. Cảm ơn với bà các chú anh nhiều đấy. Điện đã về. Tivi đã lên. Quạt đã bật được. Đấy là dọn dẹp đấu nốt hai nhà dưới kia rồi là xem bên nhóm bên kia xem thế nào. Chưa? Đấy, tivi điện. Cái này nó vừa chạy nó vừa sạc luôn à anh ơi. Anh Trương ơi. Cái này nó vừa chạy nó vừa sạc à? Cái này là nó vừa chạy nó vừa sạc đây à? Như này nhưng mà cắm cái hỏi anh Trương xem là cắm những cái ổ này là cắm gì đây? Cắm quạt đây à? Nó quạt, chạy quạt. Cơ mà. Quạt à? Không, nhưng cái này bây giờ mình có thể cắm một cái ổ xong là kéo dây đi. Là không. Quạt được rồi. Đây này nó chuyển đổi này. Ổ này mới là cắm được tivi này. Chứ cái này cắm vào khói mù lên đấy. Đây là cái nguyên tắc dùng là em sẽ dùng cái điện 12V. Đấy. Nhưng mà bây giờ là cái này không phải là cắm được tivi đâu. Cái này ở đây là đều là điện 12V. Đấy. Đấy. Và các cái chân cắm đây là cho các cái bóng đèn. Đấy. Đấy, ví dụ như bật quạt công tắc ở đây này.
Đấy, điện đấy, bật điện đấy. Đó. Bật điện đấy. Nha, còn cái ổ này không phải là cắm đây để ra cắm tivi vào nhá. TV không phải cắm nồi cơm đâu. Tivi là nó phải qua cái chuyển đổi này. Bây giờ mình vẫn đấu lên 120. Đúng rồi, thì cắm ổ đấu ra. Một ổ nữa xong cắm đây nó sẽ có cái ổ đấy cho mọi người đây nữa. Đấy, đây vì cái dây của quạt nó ngắn thì sẽ có một cái ổ cho dây quạt riêng. Cắm từ đây cắm đi ra kia. Đấy. Để mình đi trong nhà. Đây. Xem thoải mái, tivi thích nhá. Đấy rồi. Đấy. Đấy, Hà Giang ấy, kênh Hà Giang ấy. Mà hai cái thằng trẻ con này đúng vào cái tình cảnh của mình là cách đây khoảng tầm năm 94, 95. Mình, nhà mình cũng được lắp điện xong rồi bắt đầu có tivi như này. Năm 94, 95. Thế mà em ra để anh Trương anh hướng dẫn cho sau này biết bật, biết sử dụng. Bây giờ là hoàn thiện, ok, xong rồi đấy. Rồi, nhà em dìn như này là xong rồi. Tí nữa cắm máy quạt, máy kiếc và nữa khởi động nữa. Đây, hai bóng nhá. Đấy, và tivi xem. Bắt luôn cả đài địa phương luôn, đài Hà Giang của chúng tôi này. Đấy, truyền hình Hà Giang cho các bà con xem được thực tế luôn. Đây là công tắc để bật tắt cái bóng điện ở kia. Thế còn lại là khi không dùng thì chỉ cần tắt thằng kia đi là xong. Còn lại là hết. Còn dây thì tí đấu một cái ổ đấy. Thế còn nó kéo không dây được, mở cái tủ ra đâu nhá. Bởi bên trong này nó là các cái dây dẫn kỹ thuật. Chẳng may mình làm một cái gì đấy nó lỗi thì cái này tí nó sẽ khóa, nhưng đại loại là không được mở cái tủ này ra. Thế còn cắm sạc điện thoại hay là gì đều ở đây rồi. Đấy. Ở cái đầu chảo tivi cũng cắm được sạc điện thoại nhá. Không cứ để ra cả đây nhá. Mình có thể cắm được nhiều cái. Ở bên này nó có hai cái ô lỗ cắm này. Thì sau này sẽ phục vụ cho cái dây nối dài cho cái quạt. Quạt của mình kéo ra kia chẳng hạn, mình ăn cơm kia mình kéo cái dây ra kia. Đúng rồi. Thế là kéo luồn theo cái này này cho nó gọn, xong để một cái ổ kia để cắm. Đấy. Đấy thì cắm cái chỗ sừng dê kìa. Đấy, tổ nhà anh Hồng đã về đây rồi. Được quá đi, một nhà mua một cái tivi về cộng cái này nữa là xong chưa? Nhà xong rồi anh ạ. Sáng trước rồi. Tivi em làm nhanh thế. Tivi xong chưa? Lên hết rồi mà, bắt được các kiểu hết rồi. Các kiểu à? Xem phim viết rồi gì? Xem phim rồi. Karaoke được chưa? Bật cho trẻ con xem hoạt hình, nó tưởng bạn đến chơi. Thế à? Không bảo đội kia các thứ còn về đây ăn cơm chứ? Vâng, về đây hết mà, em bảo hết rồi. Đây, dưới nhà này lắp ấy nữa rồi, lắp ánh sáng thôi, đơn giản thôi, mới cả quạt thôi. Kỹ thuật lắp ở đây chưa? Vâng. Đang lắp rồi gì? Vâng. Có vẻ hỗ trợ thêm cả ấy nữa, bên nhóm bên này là ba tổ mà, ba nhà mà, tổ này ba nhà luôn. Để xuống dưới kia hộ thêm. Trên kia này, tổ bên kia là hai cái đều khác nhau, anh phải đấu lại. Tôi dây trắng ở ngoài này đúng rồi. Và dây trắng ngoài này cũng là âm luôn. Khác nhau à? Không giống nhau à? Sạc đét luôn. 32 luôn đây, 133 đây. Bây giờ đấu mỗi điện vào mới cả ấy thôi phải không? Quạt đấy phải không? Sao có thể được 16A điện được căng hết? Đi lên lấy hai quạt xuống nhà em đi. Anh Việt. À? Mỗi nhà hai quạt. Nhà nào mà đấu ấy rồi thì chưa ấy thì lên lấy nốt cái phụ kiện kia về tự đấu. Đi lên lấy hai quạt về. Đây là nhà chảo. Nhà chảo này, cái mái này hỏng này rồi thì nào? Chảo nó bảo mai sang năm. Sáng mai làm. Sao? Sáng mai làm luôn á? Anh dạo này anh cũng tếu em ghê nhỉ. Vớ vớ vẩn vẩn. Này chưa lắp được cái này đây là anh. Bên kia thế nào anh? Ổn không? Ngon không? TV lên chưa? TV ổn rồi. Bắt kênh gì rồi?
được 90 mấy cây. 90 mấy cây à? 95 cây à? À, ngon rồi. Đấy, từ nay ta có tivi xem rồi. Ta xem. Không bỏ dây đốt nhà rồi. Không lang thang. À, yên vị rồi nhá. Các bác à, ổn rồi đấy. Mái nhà ngày chán quá. Sắp sập rồi. Mà nó hở ra. À, xin chào. Liên đi xem phóng cây đó. Liên. Đi đó. Đấy, đây là mái nhà em Chảo. Lạnh hết rồi. Đây là bếp nhà em Chảo. À đâu bếp đâu. Chúng ngủ. Xin lỗi. Rồi. À. Rách hết rồi các bạn ạ, à, tan này. Ờ, lập ngói là pro lô đi. Này chết thôi. Nó tôn lạnh đi. Nhờ. Lạnh thì vác còn nhẹ, pro lô vác chút. Ngô còn nhiều này mà để chỗ kia thì là ấy à. Chuột ăn à. Này chuột ấy. Ý. Cái điện lưới này còn dùng được nữa không? À điện nước à? Dùng được nhưng mà thời gian này nước bé quá không có điện. Không có điện nữa à? Thế sống kiểu không có điện này chán nhỉ? Bây giờ xem tivi thôi, cứ sang tạm nhà mà dìn xem nhá. Bật 24/24. Tivi sẽ không tắt bao giờ. Tại vì điện nó phải trả tiền điện đâu. Điện này là điện thoải mái. Cứ thích vào là xem thôi. Chỉ sợ xem nhiều quá nghiện lại không đi làm thôi. Không đi làm được. Không làm nương. Cỏ lại rậm um lên. Nhà nhà Chảo là nhà cuối cùng đấy phải không? Nhà kia xong rồi, nhà Hà xong đấy phải không? Xong. Anh em thấy mà hết dây thì lấy dây này nhá. Cái con vector chúng ta sẽ đặt ở mép bên kia đi. Hả? Kia kìa, giữa cái cột kia kìa. Cái cột kia kìa. Cột kia. Cột này luôn à? À, không ra ngoài chỗ này nó rột đấy, nó rột mưa vào đấy. Cái kia là cũng xong nhanh rồi. Chẳng quá ông ấy ông cứ đòi lên 100. TV ở dưới kia ổn không anh ơi? Đây rồi. Ở bên kia là được rồi gì? À, chỗ ông phèng phèng ấy. Một bộ mà lâu thế. Với cái chảo dò mãi mới được cây. Thế à? Ông cứ đòi vào cường độ tín hiệu phải lên 100. À tín hiệu á? À? Ừ, đây bên này có 80, 75. Đang bảo là 80 sau 2 phát là bắt ngon rồi. Đúng rồi. 100 gì à? 100 luôn. À, không được 100 không nghỉ. Thế hẳn nào lấy một bộ nên là lâu thế, bên này 3 bộ rồi. Ừ. Đút được cái ốc vào đâu anh? Anh em mình đang có ốc phi à? Giống anh. Anh đút được một cái. Anh làm đút được đấy. Có cái cũ thì cái cũ thì được. Đi sang bên kia lấy hai cái máy quạt về. Thôi tí nữa ăn cơm xong cầm về được. À. Bây giờ cứ lắp cho cái này á. Cái này nhanh không? 10 phút nữa là xong. Cái này thì nhanh, không có tivi thì lùa hai bóng. Nếu mà tivi thì có mà cả ngày nay không xong 6 bộ. Đúng không? Anh vừa mới để bên kia một cái mũ mỏ. Thế rồi đây lấy dây 0.15 này. Cái gì chạy đi. Anh Hồng anh làm biết làm đi. Mang dao ra vặn Covid thay Covid. Anh Hồng anh không sang bên này. Bên đây yếu quá. Ừ, đội kém nhỉ. Mà có mỗi một bộ mà kém thật. Hay là rồi hay đúng kéo các ông xong lâu rồi các ông cũng ngồi đấy xem tivi. Không, em phải lấy hai cái đầu kim của cái kim vào đây. Bóng điện răng chỗ nào thì ấy. Có cần ngoài cửa không? Không. Cần chuồng dê không? Chuồng gà lợn không? Nhiều muối đốt nó quá, nó không thích. Yeah. Đấy, chưa ở chỗ nào? Đây thôi. Ở chỗ nào? Đây này. Có sáng nhất. Chùa bóng chiều đây nhá. Dồn hết sang rồi. Đây,
sông có thể cạn, núi có thể mòn. Mòn nhưng mà người cao không thể cao được. Người cao không thể lùn đi được. Người cao thì chả cao được. Toàn dính những cái gì đó. Còn cái bóng nữa anh lắp ở đâu? Em đây, em lôi được cái này ơi. Bác cái này anh. Ok không em? Kìa. Rồi, ok. Ok. Chảo à? Chảo cái gây. Cái này... Làm được rồi à? Một bóng nữa vào đâu? Được không? Hả? Đầu giường nhá. Kia thôi. Chỗ kia gì? Nhanh à? Chỗ nửa vừa nửa ngày là xong rồi. Không phải, cái đội quân tán dầu tinh nhuệ chứ. Đúng rồi. Nhanh cái chứ. Và mắc là riêng cái hỗ trợ treo pin này đã là giảm được bao nhiêu phần trăm rồi. Đấy. Nói chung là anh em tán dầu là được đấy. Mình thắp sáng thì mình phải làm chứ. Cho anh em làm gì. Chợ nhìn thế chợ. Đi đâu mất à? Không, không bảo đang được mà em không buồn. Thế đi lửa đường sót lọc nhỉ? Ba anh em với chủ nhà đó. Em đi em làm được mấy nhà? Mấy nhà đấy rồi. Rồi, đây là nhà cuối cùng của anh em Thắng đã xong nhiệm vụ bật đèn sáng của nhà em Chảo. Chủ nhà về đây, anh kỹ thuật anh hướng dẫn nốt cái sử dụng. Đấy, điện đã sáng nhá, một bóng này, đây một bóng nữa này, hai bóng này, sáng này. Đấy, thế là dành cho cắm quạt. Đây, đây đủ. Đây là cắm quạt, hai cái quạt mà được cấp ấy. Thì sẽ cái này dằng ra để cắm, khi mang cái đâu phải mang nhá. Rồi, cái này treo ở đây nhá. Thế trong một cái lúc nào đó mà bật cái công tắc này mà đèn nó không sáng lên đấy. Ví dụ như bật công tắc này đèn nó không sáng này này. Thì ở đây nó còn một cái nút bấm đây nữa. Đấy, bấm đây là nó tắt hết. Bấm đây là nó bật đây. Đấy. Thế cái công tắc này thì ở bên hông này để cho mọi người bật này. Đấy. Thế thôi, còn ngoài ra sử dụng không có cái gì cả. Không được mở cái tủ ra đâu nhá. Thì trong này nó là các cái dây dẫn kỹ thuật. Chẳng may mình không biết, mình sờ nó tụt ra hoặc như nào, nó trục trặc ấy. Nó giật cho, nó cắn cho. Nó cắn đấy, đau lắm đấy. Đốt thôi. Ôi, 14A bác ơi. Dòng này quá kinh khủng rồi. Thế này có mà bật thoải mái 50 tiếng. 50 tiếng á? 50 tiếng không hết được điện. Ôi trời. Không biết làm thế nào để hết được điện rồi cái số này. Thì bàn giao cho gia đình là hai cái bóng này với lại hai cái quạt dự phòng nữa nhé. Hai quạt. Bên kia sang tí nữa lấy quạt. Đấy. Còn khi nào có điều kiện có tivi thì tính sau nhá. Thì gọi liên hệ với anh Trương để lấy cái cắm chuyển đổi vào đây nữa. Thêm một cái ổ cắm vào đây nữa thôi. Là cắm tivi nhé. Thôi thì nhờ anh em mình di chuyển nhờ di chuyển thôi. Sang ăn cơm thôi để còn thu binh. Đấy. Buổi sáng ngày hôm nay là anh em khẩn tốc xong cuối cùng là 6 nhà, 3 tivi và đầu chảo. Hai cái bóng này nhà này đã lấy cất hai bóng đi chưa? Chưa, đây, để đây. Bóng này em lấy luôn nhá. Ừ. Bóng đấy là khi nào bóng này nó cháy này đấy, thì sử dụng nhá. Để hai bóng này cháy được phải mấy năm nữa. Có... bóng dạng đông mà có nhà nào là bốn bóng chưa, đủ hết chưa? Nhà nào bốn bóng mà anh. Ờ. Thế là có nhà thiếu. Thôi dây thép này để lại cho gia đình bỏ lại. Này Chảo cất dây thép đi. Lúc buộc cái gì thì buộc. Nhà phòng sáng rồi gì? Sáng rồi. Ngon nhẹ chưa? Ờ. Xem tivi thì xuống nhà bố nhá. Còn đâu là bảo mấy nhà kia thì là thôi. Chờ thêm một thời gian nữa nhé. Thì có ai giúp thì sẽ chuyển nhé. Đây nhờ, xuống đây, Thu Minh đây, Thu Minh đây. Nào, em ơi, cho con xuống đây. Nó mỏ. Anh bây giờ muốn biết phát thế này cơ. Mấy câu mẹ mẹ. 50 tiếng không hết điện. Vừa nãy người đi làm hết điện nhỉ. Không hết được anh ạ. 50 tiếng không hết điện nhá. Đấy là bên họ khẳng định luôn. Anh em thoải mái mà dùng. Rồi, giờ đi về ăn cơm. Xem tivi các còn no rồi không? Không cần phải ăn nữa. Đội trẻ con. Ờ, có mấy ta mi nhỏ bên kia gọi nó sang để ăn. Con bọn thằng Chảo thằng ấy. Đấy, tivi đấy. Đấy, xem chưa? Covid-19 chưa? Nguy hiểm thế nào chưa? Đấy. Thôi, mời mọi người đảm bảo đi.
đầy đủ chưa? Anh Nhu anh nhiếc đâu rồi? Bác Hùng đâu rồi? À, bác Hùng nay lại mặc áo đỏ, không nhận ra nữa. Anh biết à? Thay đổi chủ kênh nó khác. Đi vào đây. Đi vào đây. Ngồi đây anh ơi. Đây, mâm trên này. À. Ngồi vào đi anh chị em, mời các cô các bác ngồi vào đi. À. Vào đi. Mời. Canh đắng chưa múc vào. Bí thư Hồng. Ơ tắt tivi cái nhỉ, cho đỡ ầm nhỉ. TV đây này. Chuyển tải VTV1. Đây, anh sang bên này. Bên này. Ôi giời. Đâu anh Trương này, sang đây. Đứng đây. Anh Trương sang đây đi anh Trương ơi. Sang bên này. Xì vào đây đi Hồng kia. Ôi. Đây, anh Trương với cả Hồng mê xị. Em ơi, em lên đây đi. Cho chồng lên đây, đi uống nước. Cô là hai chủ lạc. Bên kia đủ chỗ ngồi không? Gì này, bảo bọn trẻ con này ngồi bấy. Cô ngồi xuống đi. Ngồi xuống để ăn cơm đi. Sao? Chỗ này kéo chiếu ra, đứng dậy. Để ngồi được quay vòng. Nào, xoay kéo đi. Kéo đều hết, đừng hoàn tư nhá. Hai người kéo hai góc cơ. Đấy, anh đứng dậy kéo hộ phát. Đấy, dê mâm ra đó. Dê mâm cơm ra. Đẩy thức ăn ra. Đẩy được không? Cầm món ra. Đấy, đúng bài đấy. Có cái phích rồi anh nhỉ? Đây còn chỗ này của ai ngồi? Đủ chưa? Còn thiếu ai nữa không? Gìn? Còn thiếu ai không? Thế đâu gọi về đi. Xin được thay mặt cho cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là bà con nhân dân thôn Đán Dầu, đặc biệt là Đán Dầu 2. Xin được cảm ơn những tấm lòng của cô Linh Trong và anh Samson đã ủng hộ chung tay cùng giúp cho các hộ gia đình có được những cái ánh sáng và cũng như là mang văn minh đến với các hộ gia đình thôn Đán Dầu 2. Trước mắt là về các hộ gia đình cũng như là cấp ủy chính quyền sẽ cố gắng để cùng với các hộ gia đình là sử dụng an toàn và đúng mục đích. Và rất mong rằng là trong thời gian tới thì cô Linh Trong và anh Samson sẽ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ kênh của Nguyễn Tất Thắng và xã Kim Linh. Còn rất nhiều hộ gia đình cũng là nhiều thôn còn rất khó khăn. Rồi, cảm ơn anh Nhu, đại diện phía chính quyền địa phương. Hôm nay thì lên đến đây rồi anh em, mấy anh em ở trên Đán Dầu 2 thì lại cũng mổ một con dê nhỏ nữa. Đồ một số thức ăn của bên công ty nữa và một số thức ăn của bên YouTube Nguyễn Tất Thắng nữa. Đây là có bữa cơm ba dưa góp đúng không? Tôi đang mời tất cả các anh em và chén rượu và mời hai bác lặn lội đường xá xa xôi lên tận Đán Dầu 2. Đèn năng lượng mặt trời phát công nghệ Hà Giang luôn đồng hành cùng với xã Kim Linh rất nhiều. Phải nói rằng là riêng về mô hình này là Kim Linh là cũng may mắn được sử dụng đầu tiên nhất anh ạ. Vâng. Rượu mặn thế nhỉ? Ngày đầu tiên lắm nhỉ? Ngày đầu tiên. Xã cũng còn ít hơn anh 3 tuổi.